Tổng thư ký Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về dự kiến nhóm vấn đề chất vấn và người chất vấn tại kỳ họp thứ 7, khai mạc sáng 20 tháng 5. Các vị đại biểu được đề nghị chọn 4 trong 5 nhóm vấn đề. Theo đó, nhóm vấn đề 1, lĩnh vực tài nguyên, môi trường, gồm việc quản lý khai thác bảo vệ tài nguyên biển quốc gia, tình hình thực hiện chính sách pháp luật về an ninh nguồn nước, giải pháp phòng chống tình trạng hạn hán xâm nhập mặn, thiếu, suy giảm, ô nhiễm nguồn nước, giải pháp nghiên cứu thăm dò khai thác sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng và tài nguyên khoáng sản quý hiếm. Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng các bộ Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Xây dựng, Giao thông Vận tải cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình những vấn đề có liên quan. Nhóm vấn đề thứ hai, lĩnh vực kiểm toán, gồm có trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng các doanh nghiệp, dự án được kiểm toán nhưng vẫn xảy ra sai phạm, việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của kiểm toán nhà nước, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán nhà nước, giải pháp khắc phục tình trạng chồng chéo trong công tác thanh tra kiểm toán. Trách nhiệm trả lời chính là Tổng kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng các bộ, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Công an, Tổng thanh tra Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn giải trình về những vấn đề có liên quan. Nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực công thương, gồm có công tác quản lý, giám sát bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử, giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, thúc đẩy việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do, FTA và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp khó lường. Việc thực hiện chính sách pháp luật phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí nhất là trong phục vụ chế biến nông lâm thủy sản phát triển nông nghiệp nông thôn. Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng các bộ, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Khoa học Công nghệ, Thông tin Truyền thông, Ngoại giao cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Nhóm vấn đề 4 là lĩnh vực văn hóa thể thao du lịch, gồm công tác tuyển chọn đào tạo và chế độ chính sách đối với vận động viên thể thao, nghệ sĩ trong các lĩnh vực nghệ thuật, giải quyết việc làm cho vận động viên nghệ sĩ sau thời kỳ thi đấu biểu diễn đỉnh cao, việc triển khai các nhiệm vụ giải pháp kích cầu phục hồi du lịch trong năm 2024 và những năm tiếp theo, giải pháp phát triển du lịch đêm, chính sách đặc thù thu hút đầu tư cho các hoạt động văn hóa thể thao du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng nằm trong nhóm vấn đề này. Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng các bộ, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Giáo dục Đào tạo, Lao động Thương binh Xã hội, Nội vụ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng tham gia trả lời chất vấn giải trình những vấn đề có liên quan. Nhóm vấn đề thứ 5 thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Các vấn đề ở đây là thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học, hoạt động khoa học công nghệ các trường đại học, vấn đề đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chính sách thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo các cấp học, trình độ đào tạo, công tác quản lý hoạt động của các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam, việc sáp nhập trường, cấp học, việc xây dựng trường học, đầu tư, cải thiện hạ tầng cho giáo dục và đào tạo cũng nằm trong nội dung có thể chất vấn. Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng các bộ, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Khoa học Công nghệ, Ngoại giao cùng tham gia trả lời chất vấn và giải trình về những vấn đề có liên quan. Theo chương trình kỳ họp, phiên chất vấn được tổ chức trong thời gian là 2,5 ngày, từ ngày 4 tháng 6 đến hết buổi sáng ngày 6 tháng 6 và được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội. Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ được ủy quyền sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.